bác sĩ một một năm kể lại khoảnh khắc ám ảnh khi tiếp cận vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính khiến 14 người tử vong. Đôi vợ chồng bị giam oan, mang thân phận bị can suốt 8 năm, đòi bồi thường 4,2 tỷ đồng. Vụ cát tràn ở Bình Thuận, chủ đầu tư có phải bồi thường thiệt hại cho người dân? Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị những vấn đề nóng nhất mới nhất trong suốt 24 giờ qua. Sau đây là phần tin chi tiết. Là người trực tiếp chỉ đạo các kíp cấp cứu trong thời điểm xảy ra vụ cháy, bác sĩ Trần Anh Thắng, phó giám đốc trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội kể, trung tâm chỉ huy đã điều động 9 kíp cấp cứu đến hiện trường, tham gia cấp cứu cho các nạn nhân. Bác sĩ Thắng nói, hai kíp cấp cứu ở phường Yên Hòa đến hiện trường sớm nhất. Những thảm họa như thế này, một phút có mặt sớm của các bác sĩ sẽ có thêm nhiều cơ hội sống cho người gặp nạn. Bác sĩ Thắng kể lại, Thời điểm nhận được tin báo, ban đầu trung tâm chỉ cử hai kiếp cấp cứu vì số người bị thương nhận được qua điện thoại khoảng 5 người. Tuy nhiên, khoảng 15 phút sau, số nạn nhân được báo tăng lên. Chúng tôi lập tức huy động thêm 7 kiếp cấp cứu nữa đến ngày hiện trường. 9 kiếp cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội với 28 y bác sĩ đã qua nhiều năm kinh nghiệm cấp cứu cho các nạn nhân. Nhưng khi chứng kiến cảnh hoang tàn do đám cháy để lại, y bác sĩ của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội vẫn không tránh khỏi buồn lòng, xót xa. Còn bác sĩ Hoàng Phúc, trung tâm cấp cứu 115, trạm cấp cứu khu vực Từ Liêm, nhận được cuộc gọi báo vụ cháy ở ngõ 119 Trung Kính. Ngay lập tức, một kiếp trực đã chạy ngay đến hiện trường. Bác sĩ Phúc nhớ lại, nạn nhân đầu tiên thoát ra ngoài tình trạng khá tỉnh táo, tự đi lại, tự thở. Sau đó, kiếp cấp cứu đã hướng dẫn nạn nhân đến nơi thoáng khí. Một bác sĩ ở lại theo dõi tình trạng. Lúc này, bác sĩ Phúc tiếp tục tiến vào đám cháy để hỗ trợ nạn nhân. Các bác sĩ hỗ trợ đưa một cụ bà ra ngoài cụ bà khi được lực lượng cứu hộ đưa ra đã khó thở nhiều, mũi miệng đầy bụi than. Bác sĩ Phúc kể lại, kiếp cấp cứu nhanh chóng đánh giá tình trạng đường thở, tim mạch của bà, vệ sinh mũi miệng bằng khăn ướt, cho thở oxy mask. Sau khi kiểm tra chấn thương, tình trạng nạn nhân rất nặng, nếu chậm trễ có thể ngạt thở, tử vong nhanh chóng. Sau đó, cụ bà và các nạn nhân được đưa đến bệnh viện giao thông vận tải cấp cứu. Các bác sĩ vẫn trực chờ, mong mỏi thêm những nạn nhân được lực lượng cứu hộ đưa ra để cấp cứu kịp thời. Thế nhưng sau cụ bà, đội cứu hộ lần lượt đưa ra những nạn nhân khác và đều chùm kín trên những chiếc cáng. Bác sĩ Phúc nghẹn lại, không có thêm người sống sót. Nhìn nạn nhân nằm cáng, chùm kín chăn đẩy ra ngoài. Chúng tôi phải động viên nhau, nén đau thương để hoàn thành công việc. Còn bác sĩ Thắng chia sẻ, đây không phải lần đầu tiên Trung tâm Cấp cứu 115 tổ chức cấp cứu hiện trường đám cháy. Xong tai nạn xảy ra vô cùng thương tâm, phải huy động nhiều lực lượng ứng cứu. Ông Thắng nói, các bác sĩ cấp cứu ngoại viện thường xuyên đối diện với sự sống và cái chết mỗi ngày, nhưng khi chứng kiến các nạn nhân tử vong hàng loạt, vẫn không tránh khỏi cảm xúc đau buồn. Nêu trong phiên thảo luận tổ chiều 24 tháng 5 về luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, trong vụ cháy nhà trọ tại phố Trung Kính, thành phố Hà Nội, số nạn nhân chết cháy nhiều hơn chết ngạt vì lửa sộc thẳng vào từng phòng trọ. Thông tin trên được Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu trong phiên thảo luận tổ chiều 24 tháng 5 về luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Theo ông Trần Quang Phương, vụ cháy ở phố Trung Kính dạng sáng 24 tháng 5 đã cho thấy nhiều bất cập trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Những bất cập này bắt nguồn từ khi làng lên phố, giá đất tăng cao, xuất hiện tình trạng nhiều người ở nhà cũ, cơi nới để cho thuê, phá vỡ quy hoạch. Từ đường chính vào căn nhà xảy ra hỏa hoạn có tới 5 khúc cua, càng vào sâu trong hẻm, đường càng chật, đến mức một chiếc xe máy đi được, nhưng nếu có thêm một người, tránh không nổi. Hiện trường xảy ra hỏa hoạn là nhà ở kết hợp kinh doanh và cơi cơ nới ra để cho thuê, thậm chí tận dụng toàn bộ khoảng trống của đường vào nhà, dùng mái tôn che làm xưởng sửa chữa xe máy, xe đạp, xe điện. Ngôi nhà 3 tầng được chủ nhà cải tạo mỗi phòng cho thuê chỉ khoảng 16 m2, cầu thang và lối đi khoảng từ 60 đến 70 cm, cửa vào cũng rộng khoảng đó và toàn bộ là cửa đóng bằng gỗ có khe hở. Toàn vật liệu dễ cháy nên khi phát nổ bung hết lên, áp lực tạo nên ngọn lửa có khí rất đậm đặc. Phó Chủ tịch Quốc hội nói, Nhà trước đây bị cháy thì số người chết ngạt nhiều hơn chết cháy, nhưng riêng vụ này nạn nhân chết cháy nhiều hơn chết ngạt vì lửa sộc thẳng vào từng phòng trọ. Ông cũng cho biết trong vụ cháy này chỉ có một phòng vệ sinh tương đối kiên cố nên có người vào trong đó đóng cửa và thoát được. Nói về nguyên nhân hỏa hoạn, phó chủ tịch quốc hộ cho biết theo phản ánh ban đầu, vụ cháy bắt đầu khả năng do chập điện, do bình ga, bình khí của xưởng sửa chữa nổ. Nên áp lực của khu cháy đó rất lớn, khu vực nhà ở vừa có xe máy của người dân ở đó vừa có xe máy của sửa sửa chữa, khi phát nổ đã tạo ra áp lực rất lớn, hất tung toàn bộ mái che tạm, đẩy toàn bộ lên nhà ba tầng. Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa đoàn đồng tháp cho biết, những năm qua tại Hà Nội nhiều vụ cháy liên quan đến nhà trọ mini, khách sạn, chung cư mini xảy ra do không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và đây là điều thành phố chưa khắc phục được. Nếu thường xuyên kiểm tra, đánh giá thì sẽ biết để có cảnh báo. Nếu cương quyết trong công tác này thì tất cả nhà trọ, khách sạn, chung cư mini ở Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước sẽ không dám lơ là từ đó hạn chế những vụ chết người thương tâm. Theo ông Hòa, để xảy ra nhiều vụ cháy nghiêm trọng, trách nhiệm đầu tiên thuộc về chủ đầu tư. Tuy nhiên, trách nhiệm của chính quyền địa phương, của đơn vị phòng cháy chữa cháy cũng rất lớn, đặc biệt trong công tác kiểm tra, đánh giá phòng cháy chữa cháy và đưa ra cảnh báo để người dân nắm được tình hình và phòng tránh cháy, cháy nổ cũng liên quan đến vụ việc. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương Bí thư Thành ủy Hà Nội, Đinh Tiến Dũng, đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trường, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ cháy. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn, nhanh chóng khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã giao Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, xử lý theo quy định pháp luật. Thành phố cũng tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn ngay trong sáng 24 tháng 5, với mức 50 triệu đồng đối với người tử vong, 30 triệu đồng đối với người bị thương. Mới đây, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đắk Gờ Long cho biết đã gửi báo cáo đến Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Đông liên quan đến việc đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Lê Trường, 59 tuổi, và vợ là bà Tôn Nữ Kim Loan, 57 tuổi, ngụ xã Đắk Hà huyện Đắk Cửa Long về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Theo kết quả điều tra, vợ chồng ông Trường có mua hơn 20 ha đất của ông Trần Văn Sơn, giám đốc công ty cổ phần xuất nhập khẩu Đại Gia Thuận, thành phố Hồ Chí Minh với giá 2 tỷ đồng. Đất chưa được cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có nguồn gốc của Lâm Trường Đắc Hà đã giải thể quản lý. Năm 2014, vợ chồng ông Trường tách đất để bán cho hai người ngụ xã Đắc Hà. Việc thanh toán được chia thành nhiều đợt. Sau này, khi phần đất chuyển nhượng này được giao về cho chính quyền địa phương quản lý, ông Trường cam kết sẽ làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bên mua. Tuy nhiên, khi bên mua đưa máy móc vào cải tạo đất thì có người ngăn cản. Bên mua yêu cầu vợ chồng ông Trường giải quyết dứt điểm tranh chấp này. Sau đó, họ đã làm đơn tố cáo rằng vợ chồng ông Trường đã có hành vi gian dối trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để chiếm đoạt tài sản của họ. Quá trình xác minh, tháng 5 năm 2016, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đắk Gờ Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trường, bà Loan để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định liên quan đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Sau 4 tháng bị tạm giam, tháng 9 năm 2016, vợ chồng ông Trường được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang bảo lĩnh tại ngoại. Vụ án được tạm đình chỉ với lý do chờ kết quả giám định thiệt hại cho nhà nước do hành vi vi phạm các quy định về sử dụng đất đai gây ra. Đến tháng 6 năm 2018, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đắk Long phục hồi điều tra. Tháng 9 năm 2018, cơ quan điều tra tiếp tục đình chỉ điều tra. Tuy nhiên, tháng 8 năm 2023, cơ quan điều tra lại hủy bỏ các quyết định đình chỉ. Tháng 9 năm 2023, cơ quan điều tra lại phục hồi điều tra. Đến tháng 12 năm 2023, cơ quan điều tra lại tạm đình chỉ điều tra với lý do chưa có kết quả giám định thiệt hại. Tháng 3 năm 2024 thì phục hồi điều tra. Cơ quan điều tra đánh giá, mặc dù ông bà có hành vi chuyển quyền sử dụng đất trái quy định, nhưng tính đến thời điểm thực hiện hành vi, họ chưa từng bị kết án hoặc bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi vi phạm quy định về quản lý đất đai. Do đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đắk Long đã ban hành các quyết định đình chỉ điều tra, xác định hành vi của ông bà không đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Như vậy, sau 8 năm, vợ chồng ông Trường chính thức được tự do. Ông Trường kể suốt 8 năm qua, cả hai vợ chồng mang thân phận bị can. Nhiều người có cái nhìn thiếu thiện cảm thậm chí miệt thị đối với họ người hiểu thì thông cảm cho chúng tôi nhưng đa số thì xì xào sau lưng và chuyển đến tay tôi có tội thì mới bị công an bắt ông lê trường nghẹn giọng nhớ lại ông cho biết khi công an ập đến đọc lệnh khám xét nhà ngay lúc hai vợ chồng đang làm vườn khi đó người dân hiếu kỳ cũng có mặt rất đông họ cho rằng vợ chồng ông bị bắt do buôn phân bón giả buôn heroin hay lừa đảo từ đó ông và vợ bị tạm giam biệt lập ở công an huyện đắc cửa long ông khẳng định không bị nhục hình đánh đập nhưng nơi giam giữ u tối khiến họ ám ảnh mỗi lần nhớ lại. Còn theo lời bà Loan, trước và tại thời điểm bị bắt tạm giam 4 tháng, vợ chồng ông bà có kinh doanh phân bón. Khách hàng là người dân ở địa bàn xã Đắc Hà. Công nợ được ghi chép tại một quyền sổ, đối với những người quen biết thì không. Tuy nhiên, sau 4 tháng bị tạm giam ở nhà tạm giữ công an huyện Đắc Cờ Long, rồi chuyển lên công an tỉnh Đắc Nông, gia đình bị mất sổ sách ghi chép, bởi vậy nhiều khoản nợ bà Loan không còn nhớ để đòi. Ông Lê Trường thông tin thêm, suốt 8 năm mang thân phận bị can, vợ chồng ông không những chịu tổn thất nặng nề về tinh thần, vật chất mà còn thường xuyên bị nhóm người làm mặt vô cớ vào đòi tranh chấp phần đất gia đình đang sử dụng. Theo ông Trường, gia đình ông kiến nghị bồi thường 4,2 tỷ đồng. Còn bà Loan cho biết thêm, vợ chồng bà đã gửi đơn, qua đó yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đắk Cờ Long và viện kiểm sát nhân dân cung cấp phải tổ chức xin lỗi công khai để các cơ quan báo đài trung ương, địa phương đăng tải thông tin. Mới đây, Vụ lượng bùn cát khổng lồ vùi lấp một số phương tiện xe ô tô cơ giới tại Mũi Né, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận đã khiến nhiều người quan tâm. Vấn đề pháp lý được nhiều người quan tâm ở đây là những chiếc xe ô tô bị bùn cát vùi lấp như vậy, ai chịu trách nhiệm bồi thường? Luật sư Trần Văn Giới, thuộc đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo thông tin từ truyền thông thì do mưa lớn đã dẫn đến hiện tượng bùn cát từ một dự án đầu tư tràn xuống tuyến đường bên dưới gây ách tắc giao thông và thiệt hại về tài sản của người dân có thể thấy đây là trường hợp thiệt hại do công trình xây dựng gây ra. Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do công trình xây dựng gây ra, Điều 605 Bộ Luật Dân sự có quy định như sau. Chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý, sử dụng nhà cửa, công trình xây dựng khác phải bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác đó gây thiệt hại cho người khác. Khi người thi công có lỗi trong việc để nhà cửa, công trình xây dựng khác gây thiệt hại thì phải liên đối bồi thường. Trong trường hợp này, các chủ thể có thể chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người dân gồm chủ sở hữu dự án, người chiếm hữu, người được giao quản lý dự án. Trường hợp đơn vị thi công có lỗi thì cũng phải liên đối bồi thường. Pháp luật hiện nay không có quy định cụ thể về thứ tự, tỷ lệ liên đối bồi thường. Do đó trên thực tế, khi có tranh chấp về xác định người có trách nhiệm bồi thường xảy ra, cần phải xét thêm nhiều yếu tố như ai là người có lỗi để xảy ra thiệt hại, mức độ lỗi của mỗi bên, vân vân. Đồng quan điểm, luật sư Huỳnh Hồ Minh Hải thuộc đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết ngành chức năng cần kiểm tra thêm việc phê duyệt dự án. Từ căn cứ đó, để xem xét việc chủ đầu tư có thực hiện các quy định như đã được phê duyệt hay không hoặc đã thực hiện nhưng ở mức độ nào. Ngoài ra, quan điểm của ông Hải là chủ đầu tư nên có trách nhiệm hỗ trợ người dân di rời để ổn định cuộc sống trong trường hợp nếu phải di rời người dân đi nơi khác. Liên quan đến vụ việc trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận ngày 23 tháng 5 đã có yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết khẩn trương tổ chức khắc phục nhanh, an toàn hậu quả các khu vực bị sạt lở đất cát, nhất là trên tuyến đường Nguyễn Đình Triều và Huỳnh Thúc Kháng, dự án Sentosa Villa. Kiên quyết tổ chức di rồi, sơ tán dân khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lập phương án chủ động chống sạt lở, vân vân. Hiện ngành chức năng chưa có thống kê thiệt hại do vụ tràn cát này gây ra. Vừa qua, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch công ty AIC cùng 13 bị can khác về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Viện kiểm sát nhân dân tối cao phân công Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án. Theo cáo trạng, dự án đầu tư xây dựng trung tâm công nghệ sinh học được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 1 năm 2006 với tổng diện tích 230.000 m2, tổng mức đầu tư dự kiến 1.632 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Trung tâm công nghệ sinh học. Khoảng tháng 4 năm 2014, ông Dương Hoa Sô, cựu giám đốc trung tâm, gặp bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tại lễ khánh thành trung tâm nuôi cấy mô thực vật. Lúc này, bà Nhàn trao đổi với ông Sô, nhằm được tạo điều kiện cho công ty AIC tham gia trúng thầu để thực hiện các gói thầu của dự án. Bà Nhàn hứa sẽ gửi qua cảm ơn Sô và các anh em. Hiểu rằng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn sẽ giữ lời hứa, ông Sô sau đó đã để công ty AIC tham gia đấu thầu và trúng thầu các gói thầu thuộc dự án nêu trên. Năm 2015, thời điểm triển khai dự án giai đoạn 1 gồm 4 gói thầu Tổng giám đốc công ty AEC khi đó là Trần Mạnh Hà đến gặp, thỏa thuận với ông Sô theo nội dung đã thống nhất với bà Nhàn từ trước. Đáng chú ý, để thuận lợi cho việc thâu tóm các gói thầu, bà Nhàn còn làm quen với bị can Trần Thị Bình Minh, cựu phó giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 3 năm 2016, do được giao phụ trách dự án 12 phòng thí nghiệm tại Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh, bà Minh nhiều lần gặp ông Sô. Qua đó, tổng thiệt hại mà các bị can gây ra là hơn 94 tỷ đồng. Đáng chú ý, cáo trạng xác định sau khi công ty AIC trúng các gói thầu, ông Dương Hoa Sô đã 6 lần nhận tiền, tổng số 14,4 tỷ đồng từ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thông qua cấp dưới tại công ty, ngay ở phòng làm việc của ông Sô tại Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, khoảng tháng 11 năm 2016, ông Sô nhận 2,5 tỷ đồng. Khoảng tháng 1 năm 2017, ông Sô nhận 3,9 tỷ đồng. 3 tháng sau, ông Sô nhận 2 tỷ đồng. Đến khoảng tháng 2 năm 2019 ông Sô nhận 2 tỷ đồng. Đến khoảng tháng 7 năm 2019, ông Sô nhận thêm 2 tỷ đồng. Lần cuối là khoảng tháng 9 năm 2019, ông Sô nhận 2 tỷ đồng. Trong các lần đưa tiền, cấp dưới của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đều nói tiền này do công ty AIC cảm ơn và mong ông Sô tạo điều kiện cho công ty tiếp tục thực hiện các gói thầu. Sau khi nhận tiền, ông Sô đưa cho bà Trần Thị Bình Minh 1 tỷ đồng, đưa cho ông Nguyễn Đăng Quân, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh 950 triệu đồng đưa thành nhiều lần từ năm 2016 đến năm 2020. Đưa cho ông Nguyễn Viết Thạch, trưởng ban quản lý đầu tư xây dựng công trình thuộc Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh 1,1 tỷ đồng. Số tiền còn lại 11,35 tỷ đồng, ông Sô sử dụng mục đích cá nhân. Trong vụ án trên, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng ba bị can khác đang bỏ trốn. Viện kiểm sát nhân dân tối cao kêu gọi nhóm này sớm ra đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước và thực hiện quyền bảo chữa. Nếu tiếp tục bỏ trốn, viện kiểm sát nhân dân tối cao coi đó là hành vi từ bỏ quyền bào chữa của các bị can sẽ truy tố xét xử theo quy định của pháp luật